Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì trời rất là nắng to. Mới sáng ra mà trời đã rất là nắng gắt như thế này đấy ạ. Thời tiết rất là nắng nóng, nhưng mà tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ở cái phân khúc hạng B sedan của hãng xe rất nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đủ quý vị và các bạn nhé. Hyundai Accent là cái xe sedan phiên bản sedan trang bị động cơ 1.4 lít và chiếc xe này được sản xuất năm 2020, cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký tháng 12 năm 2020. Siêu lướt mới lăn bánh được có hơn 2.000 km thôi quý vị các bạn nhé. Chủ xe cũng vừa mới thay dầu lần đầu tiên tại hãng Hyundai ở km là 2.000 km đấy. Bây giờ là còn mới chạy được hơn 2.000 km thôi, mới thay dầu lần đầu và tất cả còn nguyên bản, chưa có một vết sơn lại tí nào cả, chưa sơn lại một vết nào, còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phiên bản đủ quý vị các bạn ạ, phiên bản đủ cho nên là xe cũng đã được trang bị từ khóa thông minh, đề nổ, tát tốp, đèn bi, đèn gầm, đèn led đầy đủ hết cả này, cửa nóc, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương là dáng đúc đấy. Chiếc xe này thì có thể nói là siêu lướt, mới lăn bánh được có hơn 2.000 km thôi, không khác gì một chiếc xe mới luôn quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn xem từ những cái dàn lốp đây này vẫn còn nguyên bản, từ những cái vết chấm đây, những cái vết mới này, vết mới của dàn lốp đẹp đấy quý vị các bạn thấy, rất hiếm có trên thị trường Việt Nam lúc này, rất hiếm có trên thị trường xe cũ ạ. Tôi nói chung là cái thị trường xe cũ, những chiếc xe cũ mà siêu lướt có hơn 2.000 km này thì trên thị trường không có nhiều đâu đấy, rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng quý vị các bạn nhé, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất thì cực kỳ ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng đơn giản, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe quý vị các bạn ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy. Và nhìn bên ngoài thì không có một cái vết xước nào đâu quý vị các bạn ạ, không có một cái vết xước to nào cả, chỉ có vài những cái vết xước rất là nhỏ thôi. Đấy, chúng tôi mua về là chúng tôi cũng để yên, không có đánh bóng, không phải làm gì cả đấy. Đằng sau thì xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi, vì nó là cái phiên bản đủ quý vị bạn nhé, phiên bản đủ cho nên là xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi này, rất là đẹp đây, từ những cái dàn lốp này, dàn lốp mới tinh luôn, mới lăn bánh có hơn 2.000 km thôi quý vị các bạn ạ, không khác gì một chiếc xe mới vừa mới xuất xưởng đâu ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp này. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là xe không có bị tai nạn, không có bị ngập nước, không có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết và còn bảo hành tại hãng Hyundai Việt Nam. Chắc chắn với quý vị và các bạn một cái điều đó, còn nguyên bản và còn bảo hành hết đấy ạ. Nhìn về bên ngoài thì nó không khác gì một chiếc xe mới đâu quý vị và các bạn nhé. Còn bên trong thì là một số chỗ, rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông. Rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led này, đèn ban ngày đấy ạ, đèn gầm cũng là đèn bi như quý vị các bạn này. Đấy. Mặt ca lăng này rất là mới. Cái xe này cũng đã là model của 2021 rồi quý vị các bạn nhé. Model của 2021, tuy chiếc xe được sản xuất cuối năm 2020 nhưng đó là model của 2021 rồi. Phanh đĩa cả bốn bánh luôn quý vị các bạn nhé. Đây là răng đúc này, phanh đĩa bốn bánh này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Hyundai Accent siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent siêu lướt hơn 2.000 km này. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Và quý vị và các bạn nào mà đang chưa biết về nội thất, chưa biết về option của chiếc xe Hyundai Accent 2021 này thì hãy xem clip của chúng tôi để được theo dõi nhé. Chúng tôi để được biết chi tiết về nội thất của chiếc xe này nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Nó chưa có một cái vết xước nào, chưa có một vết sơn lại cả, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe này ạ.
có thể không nói là không ngập nước rồi. Về keo chỉ các thứ thì chúng tôi không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn nhé về chiếc xe này. Và chúng tôi chỉ muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái độ mới của chiếc xe này thôi nhé. Đấy, độ mới của chiếc xe này thì quý vị và các bạn ạ, không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng đâu ạ. Đấy, còn mới nguyên đây này. Đây là cái thẻ nhắc bảo dưỡng nhé. Chủ xe mới thay dầu ở km 2000. Đấy, và bây giờ mới được hơn 2000 thôi. Đấy, thay dầu bảo dưỡng. Đấy, đây là cái phần phiếu nhắc bảo dưỡng nhé. Còn tất cả nó còn như mới luôn đây quý vị các bạn này. Nội thất thì cũng đã được trang bị nội thất da. Đấy, cửa sổ nóc này, rất nhiều cái còn chưa bóc ni lông quý vị các bạn nhé. Đấy, trên xe là rất nhiều thứ chỗ còn chưa bóc ni lông. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 nhé. Cuối năm 2020 đấy, chiếc xe đăng ký tháng 12 năm 2020. Nhưng mà chủ xe rất là ít đi không đi cho nên là bây giờ chủ xe mới bán. Đấy. Và chiếc xe này, nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này bây giờ giá hãng mới cũng đang là 540 triệu. Đấy. Và quý vị và các bạn bỏ tiền ra 540 triệu thì quý vị và các bạn cũng phải bỏ tiền ra đăng ký này, tiền biển này, đăng kiểm này, đường bộ này. Tất cả nó rơi vào khoảng 640 triệu. Đấy, lại còn chưa kể quý vị và các bạn phải lắp thêm đồ này. Lắp thêm đồ từ dán kính này, trải sàn này, rất nhiều thứ đồ mà chủ xe cũng đã lắp thêm đây rồi đấy ạ. Quý vị và các bạn mà mua chiếc xe này về thì không phải làm thêm một cái gì nữa. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái phần khoang nội thất bên trong và option để xem về cái phần bên trong quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần nội thất ở phía sau của chiếc xe đây quý vị và các bạn nhé. Đây, rất là nhiều chỗ còn rất là mới này. Những cái này là chủ xe còn chưa bóc ni lông nhá. Đấy, rất là mới, rất đẹp, nó không khác gì một chiếc xe mới luôn. Và bên sàn thì quý vị các bạn thấy được luôn này, chủ xe cũng đã lót sàn 5D cao cấp rồi. Đấy, cho nên là bây giờ quý vị và các bạn nào mà sở hữu về chiếc xe này thì cũng có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền đấy. Riêng cái bộ sàn này cũng mất mấy triệu, cộng với dán kính mấy triệu vào đấy. Mỗi một thứ là quý vị các bạn bây giờ mua xe mới, quý vị các bạn chỉ xem cái giá niêm yết của hãng thôi. Nhưng đăng ký xong thì quý vị các bạn mới thấy được nó thêm một khoản tiền khá khá vào đấy ạ. Đấy. Và riêng ở cái phân khúc hạng B của chiếc xe Hyundai nhá. Phân khúc B của chiếc xe Hyundai Accent này thì Hyundai cũng đã trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Tôi ngồi ở ghế chở cổ cái hàng ghế ngồi phía sau này thì thứ nhất là cũng thấy rất là thoải mái và có cái cửa gió điều hòa này rất là mát. Nhất là lúc mới bước lên xe nếu như những cái phần mà đằng sau mà không có ghế, không có cửa gió điều hòa này thì ngồi cũng rất là khó chịu đấy. Và đây quý vị các bạn thấy này, những cái tay nắm cửa này thì gần như là chủ xe chưa bóc ni lông. Đấy, còn nguyên, còn rất là đẹp này. Rồi đây, nhiều chỗ chưa bóc ni lông luôn quý vị các bạn nhé. Thấy là chiếc xe này rất là mới đây này. Đấy, quý vị các bạn thấy chiếc xe mới lăn bánh có hơn 2000, có mới không ạ? Và xe cũng đã được trang bị cửa sổ nóc. Đấy, cửa sổ nóc đây quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là cái cửa sổ nóc của chiếc xe nhé. Và xe cũng đã được trang bị màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện rồi. Đấy, màn hình này là cũng có cả Android đầy đủ hết rồi nhé quý vị và các bạn nhé. Lên xe là chúng ta có thể xem này, thứ nhất ở đây là dẫn đường này, bản đồ dẫn đường nhé. Và cái bản đồ này rất là thông minh, nó có giới hạn tốc độ cho quý vị và các bạn, nó nhắc tốc độ cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn đang đi trên đường với tốc độ bao nhiêu và cái quãng đường đang cho phép chạy bao nhiêu. Cho quý vị và các bạn đi chiếc xe này thì rất là yên tâm, không phải để ý biển báo mà nó tự nhắc tốc độ cho quý vị và các bạn rồi. Thời buổi công nghệ 4.0 có khác đúng không quý vị và các bạn? Rất thông minh, rất tiện lợi, rất đơn giản và quý vị và các bạn chỉ việc lái xe thôi, không phải để ý về biển báo chạy tốc độ bao nhiêu nữa mà chỉ cần trên đồng hồ này đã nhắc hết rồi. Đấy. Và giải trí thì đa phương tiện đây quý vị các bạn này. Đấy. Rất là nhiều cái để giải trí ở trên cái màn hình này. Đấy, màn hình giải trí này, đa phương tiện rồi. Cái đầu này là đầu đấy, đa phương tiện luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start stop này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển luôn nhé. Ở cái phân khúc B mà cũng đã được trang bị từ những cái phần cruise control đây quý vị các bạn này. Đấy, cruise control phải nói là Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2021 này rất là nhiều option rồi. Gương chiếu hậu là gương chống chói luôn này, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông đây này. Tôi quay cho quý vị và các bạn thấy được để quý vị và các bạn thấy được là cái độ mới của chiếc xe này nó như thế nào nhé. Và bây giờ quý vị và các bạn mà mua chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới mà giá quý vị và các bạn phải thanh toán là một chiếc xe cũ. Đấy, tiết kiệm được đến khoảng gần 100 triệu đấy nếu như quý vị và các bạn không sang tên, cứ thể thế mà đi thôi.
thì là tiết kiệm được nhiều hơn nữa. Còn là không là quý vị và các bạn nếu sang tên thì cũng mất khoảng độ gần chục triệu, là tiết kiệm được cả cái xe này so với xe mới là khoảng gần 100 triệu quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và đây là cái đồng hồ của chiếc xe đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được có 2.914 km, và cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn còn chuẩn và còn nguyên tại hãng nhé. Vì những chiếc xe siêu lướt nó còn bảo hành tại hãng thì không ai động vào cái đồng hồ này cả, chúng tôi cam kết được cái điều đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe nhé quý vị và các bạn ơi, còn rất là mới luôn đây này. Đấy, quý vị các bạn thấy nó còn mới tinh luôn không ạ? Vì là chủ xe cũng chưa sử dụng nhiều, mới có hơn 2.000 km thôi và cũng không có để đồ gì nhiều. Đấy, lớp sơ cua còn mới tinh. Lớp sơ cua mới tinh, cái bộ phụ tùng đồ nghề này là chưa dùng đến này. Đây, cái bộ này còn chưa dùng đến cơ. Rất là đẹp, cho nên quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới. Bỏ tiền ra trả cho một chiếc xe cũ nhưng mà được sử dụng chiếc xe này gần như là chiếc xe mới luôn ạ. Không có khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Nếu như quý vị và các bạn bây giờ mua một chiếc xe cũ về đi vài hôm nó cũng sẽ như thế này. Thế tội gì quý vị và các bạn không bỏ tiền ra để mua chiếc xe cũ này mà mua chiếc xe mới làm gì cho nó tốn thêm ra khoảng gần 100 triệu. Đấy. Thời buổi Covid như lúc này thì tiết kiệm được vài chục triệu cũng là quý rồi quý vị các bạn ạ. Vì là thời buổi này là rất là khó khăn, kiếm tiền nó rất là khó. Cho nên nếu chúng ta mà mua xe mới là chúng ta cũng sẽ lãng phí thêm mất gần 100 triệu so với chiếc xe siêu lướt này ạ. Mà chiếc xe siêu lướt này thì nó có khác nào một chiếc xe mới đâu ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về, nói thật với quý vị các bạn còn chưa kịp rửa xe cơ ạ. Chưa phải rửa xe cơ ạ. Vì chủ xe này không đi mấy, chủ xe chỉ có để một chỗ thôi, cho nên nó rất là đẹp. Mua xe thì thời gian cũng tính ra cũng đã được mấy tháng rồi, nhưng mà tính ra cái thời gian đi thì không đáng bao nhiêu cả, mới có hơn 2.000 km thôi. Đấy, xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top, khóa thông minh là bấm tay mở cửa cả bên phụ đây. Đấy. Riêng về những chiếc xe Hàn Quốc thì option thì không bao giờ để người sử dụng thất vọng cả. Đấy, vì là option rất là nhiều. Rất là đẹp luôn, không khác gì một chiếc xe mới. Tôi không phải giới thiệu về cái phần keo chỉ cho quý vị và các bạn nhé. Những chiếc xe mà cũ rồi, chạy nhiều rồi phải quay chi tiết từ những cái phần keo chỉ. Nhưng chiếc xe này thì xin phép quý vị và các bạn, vì nó không khác gì chiếc xe mới, cho nên là tôi không phải quay về cái phần keo chỉ đâu. Tôi chỉ quay những cái phần nó mới nhất cho quý vị và các bạn cùng xem thôi ạ. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2021 này là một cái khối động cơ 1.4 lít ạ. Động cơ xăng 1.4 lít quý vị và các bạn nhé. Đấy. Và cơ bản là chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn thấy là cái động cơ này nó còn rất là mới, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 2.000 km thôi. Rất là mới, không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng trong hãng ra nhé. Không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng xong. Cho nên là tôi không phải quay, không phải giới thiệu nhiều về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn nữa. Vì chúng tôi bán xe, chúng tôi đã cam kết với quý vị và các bạn luôn một điều là thứ nhất là chiếc xe này không tai nạn. Thứ hai, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Và chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản. Ngoài chúng tôi cam kết ra thì chiếc xe này nó còn đang bảo hành tại hãng. Quý vị và các bạn có thể yên tâm vì chiếc xe này còn đang bảo hành tại hãng nhé. Nếu như quý vị và các bạn không yên tâm, không tin tưởng vào cái văn bản, vào những cái cam kết của chúng tôi, thì chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn cùng tôi vào hãng để check chiếc xe này, xem chiếc xe này nó còn bảo hành bao lâu và còn nguyên không, còn zin không, đã thay thế sửa chữa những cái gì chưa. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn cam kết với quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2021 này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất thì cực kỳ ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng, đơn giản, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm và đồng hành cùng ô tô 360 chúng tôi. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.